chưa? Một, hai, ba. Xin chào các bạn nhé. Ở hôm nay là mình đang qua trong Sài Gòn, mình vừa ngủ dậy. Bác là bác đi xe Honda của bên mình. Đây, bác chào các bạn, chào mọi người nhé. Bác dùng xe được bao lâu bác nhỉ? Mua 2 năm rồi con. Mua được hơn 2 năm rồi nha mọi người nhé. Hôm nay bác qua thay mình ưng quy. Bác sau một thời gian sử dụng thì bác thấy xe như nào? Cũng ổn, chạy ổn chứ không trục trặc gì hết. Đấy, bác mua từ những ngày đầu tiên mình bảo là trong Sài Gòn nha mọi người nhé. Và sản phẩm Honda. Đây, xin bày thật anh quay, chậm anh quay cho mọi người xem cái tình trạng cái xe sau khi bác sử dụng 2 năm nó còn như nào đây. Nước sơn nha mọi người, nhìn nước sơn này. Đấy, đằng trước đi, quay đằng trước đi. Đây, mọi người xem. Bác đi nhiều mà đi đâu mà phanh cũng mòn rồi này. Đây mọi người nhìn này. Đấy, nhìn nước sơn này, anh sẽ quay gần lại. Đấy, nhìn nước sơn nhá. Vẫn còn đẹp như mới luôn này. Đấy. Đấy mọi người nhìn đi. Xe mua được hơn 2 năm. Bây giờ là qua thay bình ắc quy. Đấy, qua thay bình ắc quy rồi. Đấy, thì đang quay vẫn đang có khách qua xem xe nha mọi người nhé. Sau một thời gian bác sử dụng thì xe nó vẫn là có chất lượng rất ổn định. Đấy. Bác thấy bây giờ nhà cháu có nhiều mẫu đẹp không? Cháu mời bác tham quan nhé. Ngày xưa cái mẫu này á, bác xem ấy là chỉ có cái bánh 318 thôi. Đúng rồi, bánh nhỏ. Vâng, bây giờ là bánh 300-10 mà xe bây giờ nó chắc chắn lắm này. Các nhìn này. Đây là giới thiệu bác, đây là sản phẩm Mi Pro. Sản phẩm này là nâng cấp ở cái mảng Pro ấy. Đây, anh sẽ quay đây. Cảm ơn bác vào trong ạ. Đây, cảm ơn bác vào đây. Đây là con Victor V8 này. Nhà cháu có một con Santong cũ này. Con này là khách vừa mua được đâu có gần 2 tháng qua phải đổi ngay đi con này. Đi nó hơi giật, không phù hợp ấy. Cháu thì cháu không nói chất lượng, cháu cũng không bao giờ nói xấu. Quá nhỉ? Vâng, cháu thì không nói xấu được gì khác đâu nhưng mà thì cháu bảo là người ta qua cái đuổi người ta cũng phù hợp thôi. Và sản phẩm này cũng ok chứ không phải không đâu. Ok đấy. Đây, cái này mình cho một giới thiệu với bác này. Đây chính là sản phẩm Honda Pro ấy này. Đấy, bác nhìn ra đời mới rồi cũng khác một chút đúng không? À, đúng không? Khác rồi. Và đèn khác. Và có thể là mới là nhìn đèn nhưng có đẹp. Đấy, cái đèn đầu này phải thắt thôi. Thực ra là nó đẹp tròn ấy. Mình cảm nhận thế thôi. Nhưng đấy các bạn biết là màu bây giờ nó đa dạng hơn. Nó có cái màu sáng và đẹp hơn. Cái thứ hai là tất cả những cái gì Mạnh Phát nói trên video kể từ những ngày đầu tiên mình bán hàng mình cam kết là mình nói đúng, nói thật. Kể cả mình nói là cái nước sơn này nó rất là xịn, mọi người cứ xem lại những video cũ. Vậy thì bây giờ bác đi hơn 2 năm rồi mà xe mọc nguyên nhá, bụi bẩn nguyên, chưa rửa gì cả, mình quay cho mọi người xem mọi người biết. Nên là mọi người yên tâm là mua xe của nhà mình, thứ nhất là tử tế, thứ hai là chân thành, và thứ ba là các bác cũng là tin tưởng. Thì các bác cũng tin tưởng thì mình nghĩ là các bạn sẽ tin tưởng thôi, đúng không ạ? Mọi người có nhu cầu về xe điện thì cứ mạnh dạn nhắn tin cho mình. Hiện tại thì đội ngũ nhân viên của nhà mình cũng chưa có hoàn thiện và có cả nhân viên trả lời và chăm sóc mọi người chú đáo hơn. Thì mọi người có nhu cầu về xe điện thì nhấc máy alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111 hoặc là 0358 993 993 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.